Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Leicester với Manchester City 18h30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2022, vòng 14 ngoại hạng Anh. Sau trận thua ngược đáng tiếc trước Bournemouth, Leicester đã có màn lột xác vô cùng mạnh mẽ. 3 vòng đấu kế tiếp đã chứng kiến 7 cáo bất bại và giành tới 7 trên 9 điểm tối đa để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Trong 3 trận này, đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers đã ghi được tới 6 bàn thắng và giữ sạch lưới. Mặc dù màn trình diễn đã có sự khởi sắc rõ rệt, thế nhưng khó có thể nói James Maddison cùng các đồng đội đã thực sự thoát khỏi cơn khủng hoảng. Bởi hầu hết những đối thủ mà họ giáp mặt gần đây nếu không phải tân binh mới lên hạng Nottingham Forest, Bournemouth thì cũng là các đội bóng đang có phong độ bếp Badlist, Wolf. Với việc phải tiếp đón gã khổng lồ Man City ở vòng đấu tới, xem ra Leicester khó tránh khỏi viễn cảnh trắng tay. Trên thực tế, Man City đang có chuỗi 3 trận sân khách liên tiếp chẳng những bất thắng mà còn không ghi nổi bàn thắng nào. Đây rõ ràng là điều bất thường đối với một bóng mạnh như Man City nhưng lại không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, bởi ngoại trừ thất bại có phần kém may mắn trước Liverpool, thì hai trận hòa FC Copenhagen cũng như Borussia Dortmund tại Champions League đều không nói lên quá nhiều điều và là kết quả đủ giúp thầy trò Pep Guardiola ghi tên mình vào vòng knockout với tư cách đội gấp bảng. Ngoài ra cũng cần phải nhấn mạnh rằng, The Citizen đã không tung ra đội hình mạnh nhất và thi đấu có phần giữ chân ở cả hai chuyến làm khách trước FC Copenhagen và Dortmund. Đó là tâm lý hoàn toàn bình thường, bởi thời điểm hiện tại họ đang ưu tiên hơn cho nhiệm vụ bám đuổi Arsenal tại ngoại hạng Anh. Với sự trở lại của dàn hảo thủ thiện chiến nhất, tin rằng Man City sẽ đánh bại Leicester để chấm dứt cơn khô hạn chiến thắng trên sân khách. Thậm chí nhiều khả năng 90 phút sắp tới tại King Power sẽ là màn dạo chơi của nhà đương kim vô địch. Cần biết ở 5 vòng đấu gần nhất, Man City đã mang về một chiến thắng với cách biệt 2 bàn và có tới 3 lần đè bẹp đối thủ với cách biệt tối thiểu 3 bàn. Với khả năng săn bàn đáng sợ của Erling Haaland, người đã cán mốc 17 pha lập công chỉ sau 11 vòng đấu, cùng phong độ ấn tượng của những vệ tinh xung quanh như De Bruyne, Phil Foden hay Bernardo Silva, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Man City làm gỏi Leicester. Tuy nhiên, với việc phong độ đang lên cao đồng thời được chơi trên sân nhà, với kèo châu Á Man City chấp 1.75, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á Leicester được chấp 1.75 full time. Thống kê đã chỉ ra rằng Man City chính là hung thần mà Leicester rất sợ phải giáp mặt. Trong nửa thập kỷ trở lại đây, Leicester sau 11 cuộc chạm trán Man City ở ngoại hạng Anh đã phải hứng chịu tới 9 thất bại và chỉ có vỏn vẹn 2 lần được ca khúc khải hoàn. Nhìn chung, giành điểm trước nửa xanh thành Manchester luôn là nhiệm vụ khó khăn bậc nhất đối với Leicester ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Với kèo châu Âu, anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Man City thắng. Ở 5 vòng đấu vừa qua, Leicester đã có đến 4 trận giữ sạch lưới. Không phủ nhận sự tiến bộ nơi hàng thủ của Leicester, tuy nhiên những đối thủ mà họ chạm trán gần đây rõ ràng không đủ tuổi so bì với Man City. Sau 11 vòng đấu, Man City đã có tới 36 pha lập công, trung bình mỗi trận ghi 3,3 bàn. Không chỉ vô đối tại ngoại hạng Anh, hiệu suất ghi bàn của Man City cũng nhỉnh hơn mọi đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất ở La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1. Trước sức tấn công khủng khiếp đến từ cơn lốc màu xanh của thành Manchester, sẽ là rất mạo hiểm nếu nhà đầu tư đặt niềm tin vào một ngày thi đấu thành công của hàng thủ Leicester. 8 trên 11 trận tại ngoại hạng Anh mùa này của Man City khép lại với ít nhất 3 lần lưới rung, trong đó 7 trận thậm chí còn xuất hiện từ 4 bàn trở lên. Tuy nhiên, trên sân nhà Leicester City nhiều khả năng sẽ phòng ngự phản công, với kèo tài xỉu 3.25, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu, 3.25 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Leicester được chấp 1.75 full time. Kèo châu Âu, Man City thắng. Kèo tài xỉu, 3.25 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số, Leicester 1 Man City 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.